Rồi, xin chào cô chú chị, mình là Nguyễn Kim Lợi đây. Thì ngày hôm nay ha, Lợi sẽ mang đến cho anh chị mình một miếng đất có nhà vườn ha, và có thổ cư luôn chị ha. Đây. Thì miếng đất hôm nay mình mang đến á, chính xác là nằm ngay đây ha. Nhưng mà để nói về một miếng đất thì bây giờ mình sẽ phân tích một cái con đường ha, cho anh chị mình xem, nắm bắt thông tin và tham khảo nha. Thì đây nè anh chị, ở đây nói chung là một miếng đất hôm nay ha, thì mình gửi đến là nằm gần chợ nè, và ngay trung tâm ủy ban xã, trường học, bách hóa xanh, tạp hóa đầy đủ luôn ha. Nói chung là không thiếu gì hết ha. Thì con đường này anh chị, là hiện tại chính xác nơi đây là ở xã Ngọc Định ha, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì con đường này anh chị mình đi thẳng vô là đâu đó chỉ có 200m thôi, mình sẽ gặp chợ ha. Mình sẽ gặp chợ nè, rồi trung tâm ủy ban xã, trường học mầm non, trường học các cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và ngay trung tâm ủy ban xã, y tế, rồi đồn công an xã, rồi bách hóa xanh, điện máy xanh luôn ha. Bán kính chỉ có 200m thôi. Cho anh chị mình sẽ gặp đầy đủ tiện nghi là hướng đó nha. Còn cái hướng này nè anh chị, thì anh chị mình đi đâu đó là... Đây, thì con đường nhựa của mình nằm phía trước ha. Nó cách của mình chỉ có 100m thôi, là nằm phía trước 100m ha. Sau đó thì anh chị mình gặp con đường nhựa. Dân cư đây khá là đông luôn. Sau đó anh chị mình đi ra phải, anh chị mình sẽ ra quốc lộ 20 của km 115 của chợ đêm Định Quán, Đá Ba Chồng và ngã ba Gia Canh ha. Đó là ra phải ra quốc lộ 20, nó tầm khoảng là 4 km nha. Thì từ đất trong miếng đất mình đi ra quốc lộ 20 là 4 cây số ha. Sau đó gặp quốc lộ 20, anh chị mình đi ra phải về thành phố Biên Hòa là 70 cây, đi tiếp về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là 100 cây ha. Còn quốc lộ 20 rẽ trái thì anh chị mình sẽ đi về hướng thành phố Bảo Lộc là 60 cây, còn đi tiếp về thành phố Đà Lạt tầm khoảng 200 cây nha. Và miếng đất hôm nay mình muốn mang đến cho anh chị mình là chính xác nằm ngay đây nè. Đó, đất của mình thì đã có nhà cửa sẵn và có thổ cư luôn ha. Đây thì rất là ok nè anh chị, dân cư khá là đông luôn ha. Ở đối diện mình có tạp hóa, đi ra gần chợ đầy đủ luôn ha. Rồi thì chính xác nơi đây anh chị là ở xã Ngọc Định ha, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì diện tích hôm nay mình gửi đến cho anh chị á, nó là 2.900m2 ha, rồi 2.905m2. Thì diện tích là 2.905m2 và trên sổ của mình đã có sẵn là 300m thổ cư ha, 300m thổ cư và một ngôi nhà như thế này luôn. Và đất của mình đó anh chị, nói chung là nhìn cũng rất là đẹp và ưu ái ha, tại vì đã có đất hồng nè, đất phủ hồng và đất trồng cây lâu năm ha. Cái này nó 2.905m2 nhưng mà đất phủ hồng của mình á, đất quy hoạch đất ở thì nó tầm khoảng là trên 261 ha, trên 261. Còn phần còn lại đất trồng cây lâu năm, có nhà cửa sẵn và đã có sẵn 300m thổ cư nha. Đó, diện tích là 2.905m2. Bây giờ mình sẽ báo giá nè. Thì miếng này giá chính chủ kêu là 3 tỷ có thương lượng nha. Đó, giá 3 tỷ có thương lượng ha, cho 2.905m2, 300 thổ cư, sổ hồng riêng, pháp lý sạch, chính chủ, sang tên công chứng trong ngày ha. Thì mình chuyên đi quay bất động sản nhà vườn chính chủ ha. Thì mình có 3 cái phương án video nào mình cũng nói. Phương án thứ nhất, mình sẽ quay đất trên đất không có màu mã. Phương án thứ hai, mình sẽ quay đất là trên đất không vướng vào quy hoạch ha. Phương án thứ ba nữa là mình đặc biệt là mình không thổ giá, không kê giá nha. Rồi, miếng đất của mình có ranh giới rõ ràng anh chị. Đây, có hàng rào từ đây ha, đi qua bên đó là mình được 18m ha, 18,8m nha. Còn cái hậu phía sau 19,7m ha. Đó, nó hậu 9 phân nha. Bây giờ chiều dài nó một bên đi xuống là nó đâu đó nó tầm khoảng là gần 100m ha. Đó. Và mặt tiền của mình quay về hướng bắc nha, hướng chánh bắc luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào hướng căn nhà vườn, quay gửi đến anh chị mình xem ha. Đó, thì đây là không gian phía trước nè anh chị. Thì đằng trước này chủ có trồng những loại hoa kiển ha. Ở đây là cỡ gốc mai. Nói chung là bán thì chủ để lại toàn bộ anh chị ha, để lại toàn bộ hết. Và đất thì có ranh giới nè. Tường thì xây kiên cố ha. Gạch này thì loại gạch đá ha. Gạch đá, tường xây kiên cố nè, hàng rào lưới 40 nè. Đó, đây là xung quanh phía căn nhà vườn của mình ha. Ở đây thì anh đang kinh doanh làm phân bón ha, phân bón. Nè ranh nè anh chị, có tường ha, tường xây là kiên cố nè, rồi đào lưới 40, xung quanh đất rất là rõ ràng hết ha. Đó. Giấy tờ ok, pháp lý sạch, chính chủ ha. Thì anh chủ đang kêu giá cho miếng này là 3 tỷ có thương lượng nha. Thì cho 2.905m2, có 300 thổ cư và một căn nhà vườn như thế này.
Thì đất của mình có mặt tiền quay về hướng Bắc ha. Mặt tiền quay về hướng Bắc anh chị, hướng Chánh Bắc luôn ha. Mặt tiền quay về hướng Bắc. Đây khu dân cư ha, đó anh chị mình đi ra con đường nhựa đó. Chỉ có 100m thôi, rẽ phải cái quốc lộ 20 là 4 cây nữa ha. Còn quốc lộ 20 đi về hướng thành phố Biên Hòa là đâu đó là 70 cây. Còn về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh là 100 cây ha. Còn rẽ trái về thành phố Bảo Lộc 60 cây, đi tiếp về thành phố Đà Lạt tầm khoảng 200 cây nha. Còn hướng này anh chị vô chợ đó, vô chợ chỉ có 200m thôi anh chị. À, ở đây rẽ qua chợ thì 200m thôi rồi sẽ gặp đầy đủ tiện nghi, gặp chợ nè, rồi trung tâm ủy ban xã, công an xã, y tế, trường học mầm non, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường tiểu học, Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, chợ đầy đủ ha. Đây là phía bên trong một ngôi nhà của mình anh chị ha. Phía trước thì đang có phòng khách. Còn bên hông thì anh chủ đã xây một cái phòng ha. Đây là một phòng, ở đây phòng thứ hai ha. Thì đất của mình hiện tại là có hai phòng ngủ ha. Hai phòng ngủ, không gian phía sau là để đồ ha. Để đồ. Và phía xa của mình là khu bếp ha. Khu nhà bếp. Ở đây bếp nút nè. Đây WC. Còn phía sau đất trống rất là nhiều anh chị ha. Hiện tại thì anh chị chủ đang trồng chuối. Hai đang trồng chuối. Thì đất này đất đen ha. Thì anh chị chủ cũng tính xuống sầu riêng. Xuống sầu riêng, trồng sầu riêng ha. Lúc trước là trồng chuối. Chuối này chuối cái mô hả chị? À, chuối cái mô. Ở Đồng Nai mình đa số trồng chuối cái mô nhiều ha. Đó thì đây nè anh chị, ranh giới rõ ràng ha. Có rào lưới B40 nè. Đó, xung quanh. Bên đây là cái nhà kho ha. Đây nhà kho. Đây khoảng trống phía sau đất mình rất là rộng luôn ha. Đang trồng chuối, chuối cái mô thì vừa rồi cũng thu hoạch rồi anh chị ha. Đó, có xung quanh phía sau nè, rất là rộng luôn ha. Một cái tường này tường đôi, tường cách âm luôn anh. Tường cách âm, tường đôi luôn hả? Ở tường trước tường đôi. À, trước tường đôi. Ở trong tường 10. Dạ, đằng trước là tường đôi. Dạ, dạ. Đây sân mình rộng rãi quá ha. Cái này đậu được chiếc 3 chiếc 7 chỗ luôn á. 5 chiếc. À, 3 4 chiếc luôn á. Đây 1 2 3 dạ. Ở ngang nó rộng quá mà nó tới 18 m và 9 m luôn mà. Dạ. Sân này thì quá ok rồi. Nãy em thấy như mình có điện năng lượng mặt trời với lại camera đúng không? Không, có camera luôn. À, có camera đây nè. Đó, điện năng lượng mặt trời, camera đầy đủ luôn ha. Còn đây khu nhà kho, em nuôi gà, nuôi đồ ha. Đó, đây con chim cu. Ở đây nhà kho ha. Đó, phía sau còn đất trống rất là nhiều ha. Nó trống rất là nhiều. Hai bên thì có rào lưới B40 xung quanh rõ ràng hết rồi ha. Đó, thì chính xác đây là ở xã Ngọc Định ha, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha anh chị. Thì diện tích hôm nay mình gửi đến là 2.905m2 và đất của mình có sổ hồng riêng, pháp lý sạch chính chủ ha. Đây, thì anh chị mong muốn giá kêu bán là 3 tỷ nha. Thì giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ anh chị ha. Rồi, cảm ơn chị mình ha. Sau đây mình sẽ đưa bằng sổ sách vị trí Google Maps nha. Rồi, đây là hình sổ của mình hả chị? Thì sổ của mình anh chị, đất của mình ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ha. Diện tích là 2.905m2 nè. Trong đó là hình thức sử dụng là sử dụng riêng ha. Mục đích sử dụng là đất tại nông thôn, có 300m là thổ cư ha. Rồi, phần còn lại thì thời hạn sử dụng đất ở lâu dài. Và miếng đất của mình là đất trồng cây lâu năm, đến thời hạn sử dụng đến ngày là 31 tháng 10 2043 hết hạn anh chị mình cấp lại sổ mới nha. Còn đây là vị trí hình đất nè anh chị ha, đường giao thông nè, đây phía sau nè. Đây là ONT ở nông thôn ha, phủ hồng hết, phía sau là cây lâu năm. Bây giờ mình sẽ đưa phần thông tin quy hoạch lên cho anh chị mình xem ha. Đây là thông tin quy hoạch miếng đất của mình ha. Đất của mình ở Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai nè. Ở đây mình được là 2.905m2 ha. Đất ở tại nông thôn. Và ở đây là đất trồng cây lâu năm kết hợp với tại nông thôn nè ha. Phủ hồng được 2.141m2. Đất trồng cây lâu năm là 508m2 anh chị ha. Đó, 2.905. Thì đây là đường xá ok ha. Thì nó có cái tương lai quy hoạch mở rộng là đường bê tông lớn hoặc là lên đổ nhựa anh chị ha. Nên mình nghĩ theo sau đó là sẽ đổ nhựa ha, tại vì nhựa bên đây và nhựa bên kia, hai nhựa thông qua rồi, hai nhựa thông với nhau thì bây giờ cũng sẽ đổ nhựa lên làm một con đường nhựa lớn ha.
và miếng đất của mình ngay vị trí mình chấm đỏ này anh chị, thì nó có hai hướng ra quốc lộ ha. Một hướng đây ra quốc lộ là về thị trấn Định Quán, còn đây một hướng ra quốc lộ là đường DT761 của nhựa Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai luôn ha. Ở đây là anh chị mình sẽ về hướng km 107 nè đó, anh chị mình sẽ vô trong đất là 6 cây số. Còn hướng này anh chị mình sẽ ra trung tâm thị trấn Định Quán của đá Ba Chồng ha, đá Ba Chồng, Định Quán, Đồng Nai đây, đá Ba Chồng, thị trấn Định Quán, chợ Định Quán nè ha. Thì từ trong đất anh chị mình đi ra hướng ngoài này nó cũng tầm khoảng 6 cây số ha. Thì cao quốc lộ 20 là 6 cây số. Thì cao quốc lộ 20 đến nếu mà anh chị mình rẽ trái, anh chị mình sẽ về hướng thành phố Bảo Lộc 60 cây, đi tiếp về thành phố Đà Lạt tầm khoảng 200 cây ha. À xin lỗi, đi về thành phố Bảo Lộc tầm khoảng là 80 cây, đi về thành phố Đà Lạt 200 cây. Còn đây anh chị mình, nếu mà anh chị mình rẽ phải của quốc lộ 20 á, mình sẽ về hướng Dầu Dây ha. Mình về Dầu Dây thì ra đó là đâu đó tầm khoảng là 30 cây số. Còn chị sẽ về hướng thành phố Biên Hòa là tầm khoảng là 80 cây. Còn anh chị đi tiếp về thành phố Hồ Chí Minh ha, đâu đó thì tầm khoảng là 100 cây số nha. Rồi thì đây anh chị mình qua thành phố Thủ Dầu Một bên Bình Dương, anh chị mình về Bình Dương cũng tầm khoảng 100 cây số và đi về hướng Bà Rịa Vũng Tàu cũng tầm khoảng 100 cây số ha. Còn từ đất mình đi qua hướng thành phố Long Khánh đâu đó vỏn vẹn chỉ có là 50 km nha anh chị nha. Rồi cảm ơn chị mình đã dành thời gian xem video ha. Chị nào quan tâm thiện chí thì gọi điện trực tiếp cho lại hoặc là kết bạn Zalo, được để số điện thoại cho màn hình video ha. Thì của chú anh chị nào quan tâm nữa thì mình nhấn đăng ký kênh, subscribe để lại ra video bất động sản nhà vườn chính chủ hàng ngày và mỗi ngày gửi đến với cô chú anh chị mình tham khảo ha. Rồi xin cảm ơn rất nhiều, video mình cũng kết thúc ở đây nha.